À, thì giờ anh em thì nay mình sạc đêm anh em ơi, sạc đêm chung với tên nhỏ tiếp anh em làm chiến sạc đêm sinh tồn trên trên xuồng vỏ lãi. Để cái đồ nghề thì đầy đủ rồi, nước nôi rồi nguyên liệu sinh tồn rồi, thì video bắn về bà con nướng nấu nướng vui vẻ thôi. Thì mong cả nhà đón xem video của hai anh em mình nha. Tay nhỏ vô lấy chìa khóa rồi, đi vô lại đây, đây chiếc vô lại đây, đi là thang rồi mình khò kéo rồi nước rồi hết hết nè. Thôi mong cả nhà đón xem video của mình, ăn hơn được mấy con thì mong mấy cả nhà ủng hộ nha. Chào anh em, thì hiện tại phát hiện được cặp cu mini nha anh em. Trước này. Hai con nữa, chụp con. Chụp con nè. Cái nhìn đâu mới được. Vô đi ta chụp luôn cho. Con nhỏ, con bự nó nằm không? Ê ném. Mình vừa mới hạ được một con cu mini nha. Đây 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 đây. Chào Huy Trương. À, con này còn tơ mày ơi. Con nhỏ mà. Gì? Con nhỏ mà. Ê. Nó xíu xíu. Thôi, lên đường nha. Vậy là có đồ ăn rồi nha. Lên đường tiếp. Để nó nằm ở đây nè anh em. Hả? Chụp bự nó nằm ở trong chụp không được, nhúc nhích bàn tay tao vô là con nhỏ nó bay rồi. Thôi mình lên đường tiếp anh em. Chà, có đồ ăn, có đồ ăn hả? Con nó hả? Giờ mày muốn bỏ dưới thùng này thì cũng được hả? Mày muốn đập đầu thôi, lên đường tiếp em anh em ơi. Con nhỏ chụp cù nha anh em. Được không, được không, để tao bay vô. Đứng, mày đứng dậy, mày đứng kế bên luôn, không sao đó. Kìa. Cái tay mày đứng, mày tay mày thò lên để từ từ không sao hết trơn á. Trời, đứng dậy. Trời, con nhỏ nữa nè. Ui, con tơ anh em ơi. Chụp đá đời. Bây giờ được hai con cu rồi. Quả trưởng chứ. Nè. Còn sống nha anh em. Ui. Mày bay đâu mà bay, mày đứng vậy mày thò để mày chụp đại đi, không bay đâu mà bay, mày đụng cái cây nó mới bay, tao mới khều mày đó. Thôi tiếp tục nha anh em ơi. Nghe rồi, được hai cu à, xô hàng lại, xô hàng lại, hai cu cục lông đuôi luôn. Con lép nha anh em, nghe tầm đèn tôi là con lép. Mày cánh cái mình nó mới bắn giùm tao cái đầu với đầu. Quá. Bự.
ra đây. Xin đậu đi. Tóc đậu đi qua tóc đậu. Mất tiêu luôn bây giờ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đang không chở. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, 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 đây. Chụp nó, chụp nó. Đây, 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 đây. Trúng rồi. Trúng đâu trúng. Có trúng cái viên nào đâu. À trúng rồi, trúng rồi. Trúng cái giò đó nè nè. Trúng cái giò đó nè. Bắn mà. Thiệt là quải trưởng các bạn ạ. Ôi cò cò đây nó bò đi là bò xuống rồi tới dưới luôn. Ui. Ôi được chiếc lưu phẩm là em cò lép nha. Lại được tiếp. Làm được con vạc nha anh em. Tại do là vạc ban đêm mình bắn bơi vô tay nhỏ. Ban đêm nó bất thình lình quá. Bật camera không kịp tại đèn quơ ngang mà sáng quá là vạc bay à. Mình đi cái đèn sáng quá nên không có thể mà ấy vạc được. Thì mong anh em thông cảm. Xám. Gì? Xám à. Để thằng nhỏ lụm con vạc cho anh em xem. Đây anh em. Đi lại gần gần cái, đi lại gần gần. Đây, xẻ cánh ra, vạnh cánh ra cho anh em xem được. Đó, vạc bên em nha anh em. Hết sảy con mà hai luôn á. Con tư. Ước tính là nhiêu răm ra mà. Không biết rồi. 200 gì. Yeah. Chắc có 200 à. Ừ. 200 à. Thôi tiếp tục anh em. Đó, thì ngừng tiếp tục. Super hôm tớ. Quá, wow, hết sảy. Rồi, lên đường anh em ơi. Cua đỏ nha anh em. Mà tay nhỏ nó tắt máy. Giờ hàng xóm mình đốt pháo bông luôn. Quá hại hết Tết rồi mà chơi lớn dữ. Đây nè, đây nè, đây nè, nằm trong đây nè. Nằm trong đây nè. Đây mà. Đây nè. Cho lẹ vậy. Trời ơi, đâu trôi nó nằm trống mà có trôi đâu. Ủa vô nó rớt hai con hả? Gì? Rớt hai con. Hai đầu hai. Con còn à. Con còn à. Cua nó đỏ à. Hai nó bên kia à. Bên không phải bên. Nãy giờ mày chụp mày chim nhiều quá, vì bị thẳng rồi đó. Chim. Chim tầm. Chim tầm. Chim tầm vậy. Úi trời ơi. Thấy chưa? Đây. Nguyên con cua nó đỏ luôn. Đi anh em. Đó, 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 đó. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Ban đêm cũng hạ được cua nó đỏ chứ. Ngày chưa đỏ hết. Ngủ rồi. Được, vô với em cò của tao nhỏ. Thôi, tiếp tục cuộc hành trình anh em ơi. Đất.
chưng. Rồi sao tỉnh luôn. Rồi. Đâu 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 đâu. Đâu đâu. Đâu đâu. Tắt cam à. Tắt quay à. Ok. Mày hả bưởi, bay cái đâu, bay chừng nào. Rồi mấy con cua bay luôn. Rồi bắn ngay ức nữa mà. Ờ vô vô. À được à, cậu ở anh em. Gì? Gì nè. À đây đây. Ý, ý. Rồi tiếp tục nha. Thì chào anh em, thì tình hình tụi tôi thui với lại làm lửa than hết trơn rồi, đang chuẩn bị nướng trên vỏ lãi. Đây là vạc nha anh em, đây là vạc, đây là cò, mấy cò lép, mấy con cu. Vạc nãy bắn hồi nãy ha anh em ơi, thì chỉ có ăn con vạc này thôi, hai thằng không có ăn hết mấy con kia. Thì lát hồi mình có cái kết là quay rồi thì chạy, chắc chạy về luôn chứ giờ cũng khuya rồi anh em ơi. Thì mong anh em đón xem cũng sao bên của mình nha. Đây là cũng nửa bên con vẹt. Để nó ngon lắm. Bắn xương xương bắn mấy con về thả trôi chạy đè về ăn thôi anh em. Không có bắn nhiều. Thức cho mày anh em ơi, con nhỏ thấy mày phải à, con nhỏ thì mấy bữa Tết thì cũng lên bờ xuống ruộng. Xé cái ui cái đằng ơi, trời ơi nước chấm à anh em. Hổ luôn á. Gì? Nóng dữ lắm không? Dài nữa, dạt nữa. Tao cũng muốn ăn nữa. Mày cầm trên tay kì. Để đâu về ta. Đây. Đủ
đùi vạc nha. Thì mời anh em cái đùi vạc nha. Diêm này bắn được vạc cũng hên lắm anh em nha, tôi cũng chảy nước miếng lắm. Dài hơn, nó dài hơn, nó lạc hơn, cò nó ngọt hơn. Ngoài 500 gram không? Cũng tầm cái đó nãy tao bợ lên cũng 500 gram. Thôi nói chung là mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Coi ớt vạc à. Đã ghê chứ. Thôi tạm biệt anh em, hẹn anh em một video sau nha. Ok.